chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng trung online hôm nay chúng ta sẽ học xong phần ngữ pháp mới đó là cách dùng l trong tiếng trung cách dùng l trong tiếng trung và đây là kênh youtube học tiếng trung online ở bên trung tâm mình các bạn có thể vào theo đường link ở bên dưới hoặc là các bạn có thể vào trực tiếp từ trang chủ của trung tâm mình là tiếng trungnet com sau đó các bạn ấn vào đây học tiếng trung online hoặc các bạn kéo xuống dưới ấn vào có hình youtube này là xong đó và sẽ hiện ra một cái trang mới đó là trang này kênh YouTube học tiếng Trung online ở bên trung tâm mình các bạn à, vào ấn vào nút này là nút màu đỏ subscribe để các bạn đăng ký kênh YouTube học Tình Trung online ở, ở bên trung tâm mình tức là sao để sau này mỗi khi mình đăng lên một cái video mới bài giảng mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay lập tức thông qua điện thoại di động của các bạn đó. để các bạn không bị bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào mình mới đăng lên đây à, OK chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay đó là cách dùng lơ trong tiếng Trung và đầu tiên là chúng ta sẽ lướt qua một số cách một số cách cấu trúc đơn giản à, khi mà chúng ta có trợ từ ngữ khí l ở cuối câu. À, tức là l khi mà nó ở cuối câu thì chúng ta gọi là trợ từ ngữ khí. Rồi, thai cộng với tính từ cộng với l, tức là quá gì hay là quá gì lắm này. À, ví dụ à, mình bao giờ mình cũng lấy một cái, một số ví dụ để chúng ta học nó hiệu quả hơn và minh họa nó cấu trúc à, nó rõ hơn. Đầu tiên là gì nhỉ? Ví dụ đầu tiên là gì? Thải hảo là, là tốt quá rồi, hay quá tốt. Thái hỏ là Thái hỏ là là tốt quá Thái quê lơ, là là đắt quá, quá Đắt thế quá đắt Thái quê lơ, là à, Thái là à, Tiếp thái nản là, là Khó quá Quá khó Thái nản lơ, là Chúng ta phải đọc từ này là từ lơ nhé, Không phải là lơ đâu Không phải là lơ à, Lơ, 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 lơ à, Tiếp này Thái sảo là Tức là ít quá Quá ít thải xảo lắm. à, tiếp này thải tua là nhiều quá quá nhiều nhiều thế thải tua là à, và chúng ta chọc âm ra bằng từ thải à, đọc mạnh cái từ thải ra thải tua là à, thải tua là thải phía nhi là là rẻ quá quá rẻ rẻ thế đó, rẻ thế thải phía nhi là à, chúng ta đọc lại nhá thải hảo là thải quê là thải nán là thải xảo là 太多了,太便宜了. là thay y là à, tiếp theo chúng ta sẽ có một số ví dụ nó, nó rõ hơn đầu tiên là từ gì nhận đây à trở <tươi> trên chân sang thái quê là nhìn cái của phiền y y là bác tức là chiếc áo sơ mình này đắt thế bạn dẹp bớt cho tôi một chút đi trở <tươi> trên chân sang quê là nhìn cái của phiền y y tiểu bác là cái y này 我今天工作真是太忙了。那闺蜜们，各位太忙了。啊，是了。真是太忙了。我今天的工作，还有我今天工作真是太忙了。啊，第一我觉得学习汉语太难了。那就感觉好听众，呃，好乖。我觉得学习汉语太难了。啊，我们开始慢读，呃，这个句子。我们想强调的是什么？ muốn bày tỏ cho đối, đối tác thì mình chúng ta là đặt trọng âm vào cái từ nào đó tùy theo ý mình ủa nếu chúng ta muốn trọng âm rơi vào từ thai chúng ta đọc từ mạnh từ thai này ra là xong đó, để nhấn mạnh là quá khó 太难了. nản là là nản là cái người này có tiền rồi không biết có bao nhiêu tiền nữa người con trai này nghĩa là người người con trai này có quá nhiều tiền

你的话太多了，我不想听，对吧？把栏目外观，我们听啊。你的话太多了，我不想听。啊，这栏目怎么去那你的话太多了，我不想听。第二，他是我们公司的新经理，他是我们公司的新经理，他长得很漂亮，不过他的脾气真是太大了啊！脾气的顶起啊，脾气啊，脾气，嗯，脾气的顶起。丁 Rồi. À, cô ta là giám đốc mới của công ty chúng tôi. À, cô ta rất là xinh đẹp. À, có điều. À, có điều. À, tính khí của cô ta à, rất là dễ nổi nóng, rất là nóng tính. À, ta tính khí của ta rất là rất là nóng. Sí. Tha sư của mình xin chinh Bố quả. Tha phí chỉ chân sư là lạ. là nóng. Được. 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 mình đọc rất là chậm. để các bạn có thể nghe rõ từng âm tích, uh, từng thanh điệu khi mà mình phát ra. Rồi. Chúng ta đọc lại nha 这件衬衫太贵了，你给我便宜一点吧。我今天工作真是太忙了。我觉得学习汉语太难了。这个男的太有钱了，不知道一共他有多少钱呢？你的话太多了，我不想听。他是我们公司的新经理，他长得很漂亮。 trên quá, Ok, chúng ta đi tiếp nhá. Các bạn nào không hiểu gì phải hỏi ngay nhá. À, tiếp này, chúng ta sẽ học tiếp một số à một cái cấu trúc nữa là khá là đơn giản thôi, à, nó là pía này. cộng động từ à V mình kêu là verb nhá, ở trong tiếng Anh nó gọi là verb nhưng mà học ký liệu là V, nên là mình cũng ký hiệu như vậy cho nó gọn. Gọn cái cấu trúc. Pía cộng mấy động từ và cộng mấy là, Cái câu l, nhá, l, phải l đầu l Pía cộng động từ cộng với là có nghĩa là đừng làm gì nữa. À. 啊，非常简单 thôi，别 cộng động từ cộng là，đừng làm gì nữa。ví dụ，你别学历史了，历史太没意思了，bạn đừng học lịch sử nữa，lịch sử chán phèo，lịch sử chẳng có gì là thú vị cả，太没意思了。你别学历史了，历史太没意思了。啊，对不对？我在很忙，对了，这不，我在很忙。 你别给我打电话了啊！我再很忙，你别给我打电话了。啊，都男子不不等我你多你啊！我再很忙，你别给我打电话了，对吗？你别这样说，太难听了。把领导就问，嗯，好哎怪啊，难听了，好哎，太难听了。你别这样说，太难听了啊！别呢，别了，别哎耶，别呢啊！你别这样说，太难听了，对吗？

那还书啊，还书了，再来 ả 还了，再来，对、呃，再来，i 就那 ợ c t r 啊，你别学历史了，历史太没意思了。我在很忙，你别给我打电话了。你别这样说，太难听了。你别玩游戏了，去学习吧。你别给我啊，你别给他钱了，他不会还钱的。 老板呀，你别给他还钱啊！你别给他借钱了，他不会还钱的。嗯，那你别呢。啊，你别走了，今天晚上你跟我在一起吧。啊，你别走了，今天晚上你跟我在一起吧。老、啊、板，努力呢，多练吧，呃，过没多年。啊，对呢，我们正在上课呢，你别说话了。那、啊啊、从各位当从家当教主后。 啊，chúng ta đang cho dọc đến đây. Bạn đừng nói chuyện nữa。我们正在上课呢，你别说话了。你别这样做，这样做是不好的。啊，bạn đừng làm như vậy。làm như vậy là 很多啊。你别这样做，这样做是不好的。啊，thiên nai，你别、啊、去玩了。啊，在家学习吧。bạn đừng nói chuyện nữa ở nhà học bài đi。你别去玩了，在家学习吧。啊 bạn đừng đi chơi nữa, ở nhà học bài đi. là bạn đừng mua giày mua giày dép nữa, giày dép ở nhà đã quá nhiều rồi. À, ở đây thì, à, chắc là à, nhiều các bạn gái là rất thích mua giày, à, đúng không? Nhưng mà giày lại còn rất nhiều nhưng mà vẫn thích mua. À, giống vợ mình đó, à, vợ mình rất là thích mua giày. À, chúng ta đọc lại này lận 今天晚上你跟我在一起吧。我们正在上课呢，你别说话了。你别这样做，这样做是不好的。你别去玩了，在家学习吧。你别买鞋子了，家里的鞋子已经太多了啊。这条，从那里边买。 你唱歌唱得太难听了，你别唱了，我不想听。那，bạn hát，bạn hát nghe khó nghe quá，bạn đừng hát nữa tôi không muốn nghe。那，你唱歌唱得太难听了，你别唱了，我不想听。那，điều này，学历史有意思吗？你别学历史了。học lịch sử có chữ túp hông，hả? học lịch sử có túp hông? học lịch sử có hay không? bạn học lịch sử nữa，你别学历史了。啊，你别学历史了。 OK, rất nhiều bạn học, rất nhiều bạn học viên nghe thấy câu này là xong là thấy thấy cười đúng không? Chứng à, tỏ chúng ta đều không thích môn học môn lịch sử, à, nhỉ? Đúng không nhỉ? OK, trong đó có mình đó, mình cũng chẳng thích học môn lịch sử, toàn học thuộc. Học lịch sử có ý nghĩa là Bạn đừng học đại học nữa, chúng ta cùng nhau mở công ty thôi. 你别上大学了我们一起开公司吧。你别说了我现在很忙没有时间。那呐你别说了我现在很忙没有时间。那我现在很忙没有时间。天亮。你别买了这个手机太贵了呐邓莫呢呃给给给给给给给给给给给给给 这个手机太贵了啊！怎么怎么样？你唱歌唱得太难听了，你别唱了，我不想听。学历史有意思吗？你别学历史了，你别上大学了，我们一起开公司吧。你别说了，我现在很忙，没有时间。你别买了，这个手机太贵了。啊，对不对？

你别瞎说了，他这样做是有原因的啊，不要听动动弄呢。郭大郎，你因为了有原因的，嗯，你别瞎说了，他这样做是有原因的啊。OK，说郭大老板呀，你别哭了，你别做了，请大家别说话了，你别抽烟了，抽烟对身体不好。你别瞎说了，他这样做是有原因的。 OK, chúng ta đi tiếp nhá. Các bạn có ai hỏi cần gì hỏi phải hỏi ngay nhá, không được uh, không được uh, giấu. À, OK, đấy là chúng ta vừa đi xong công thức này. À, công thức thứ nhất là gì nhỉ Là phía cộng động từ cộng lâm. Có nghĩa là đừng làm gì nữa, à, đừng làm gì nữa. Tiếp, có một có một, một chút nữa cũng tương tự như vậy là cố đảo cộng động từ cộng với lâm. Ví dụ là đừng, à, đừng cố à, cố Tiếp à, à, theo này chúng ta lấy một số ví dụ nhá. 小伙子你不要走得这么快呃讲价呃够弄另一半一百只。对不对阿雪你不要爱他爱他了他不会爱你的我比他帅的多我比他更有钱我会很爱你的呃够奶真的嗨。呃这边呃他一个他们三拼中国呃你提高么乱呢你真的嗨那边一个机啦浪蜜柱乱。阿、啊啊啊、雪你不要爱他了他不会爱你的我比他帅的多。 Ủa bị cơ hiểu chế hẳn ai tiếp à, 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 ai ta là bạn đừng à, em đừng yêu hắn ta nữa à, hắn ta không yêu em đâu anh anh à, à, đẹp à, đẹp trai hơn anh ta rất nhiều đẹp trai đó à, anh có nhiều tiền hơn anh ta hắn ta à anh sẽ rất là yêu em đó gì là như vậy okay. tiếp theo này bố lần được thật tức là em xinh hơn con ta nhiều à 你不要地位大哥，啊，uh, 我比他漂亮的多，我比他漂亮的多，你不要跟他去了。OK，就那么来呢小伙子，你不要走的这么快。阿雪，你不要爱他了，他不会爱你的。我比他帅的多，我比他更有钱，我会很爱你的。我比他漂亮的多，你不要跟他去了。嗯、uh,，对不 我不要你的钱了，我现在有钱了，那那就，嗯，那多空跟电工玩呢，妹子多搞电着，嗯，多空跟电工玩呢，妹子多搞电着。我不要你的钱了，我现在有钱了，呀，你不要乱来，有什么问题就说吧，把电浪波搞，啊，搞稳自己听。老弟，你不要乱来，有什么问题就说吧，你千万不要去旅游了。 à, cheo yếu, yếu à, bạn bạn đừng bao giờ đi bơi nữa, nguy à, hiểm lắm, à là đừng bao giờ, Vạn nhất mà không nên dùng không nên dùng dịch như vậy nó 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 không nó không rõ nghĩa, là đừng bao giờ, à, quán, giờ nó thường là từ giờ là quán, giờ. Quán, giờ là đừng bao giờ, nhấn mạnh, khi mà muốn đưa ra một cái lời khuyên là đừng làm gì nữa, à, quán, giờ, đừng bao giờ, à, tiếp này 请大家不要说话了啊我不要你的钱了我现在有钱了你不要乱来有什么问题就说吧你千万不要去游泳了太危险了请大家不要说话了嗯对不对啊从那上面给我冲嗯怎么了 chẩm la chẩm la à. chẩm la đấy là chúng mình mình đọc rất là chậm nhưng mà khi mà đọc bình thường ấy chúng ta không đọc là rõ như vậy đâu chúng ta đọc là nó 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 nhanh này chẩm la chẩm la chẩm la, chẩm -la. nó trọng âm cho vào cái này à. chẩm la à và cái này từ này đọc rất là nhẹ rất là ngắn âm tiết rất là ngắn cái từ này là chẩm la là sao thế sao vậy à. tiếp lại đi về ví dụ nhá cho nó rõ ràng hơn cụ thể hơn ní chẩm la bạn làm sao thế Hay là bạn sao vậy a xuế tẩm lơ bạn tuyết làm sao thế bạn tuyết sao thế a xuế tẩm lơ ni tất tiên áo tẩm lơ là máy tính của bạn bị sao vậy ni tất tiên áo tẩm lơ đó Nhi tao tí tẩm lơ là rốt cuộc bạn bị làm sao thế à, rốt cuộc bạn bị làm sao vậy ni tao tí tẩm lơ đó ni tất cung tu tẩm lơ chú là sao thế là, là công việc của bạn bị sao thế à, ờ, xảy ra vấn đề gì à chúng ta đọc lại nhá Nǐ zǐng le, à xuế này, à, đây là một số cách dùng từ zǐng lên" nhá. là sao thế, sao vậy à, Tiếp này, là cái dùng là một cấu trúc đơn giản, rất là đơn giản thôi Là ỉ chướng cộng với chấm 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 ở giữa bàn cộng với lợi với ỉ chướng cộng với với Là trở khí với có nghĩa là đã làm gì nó diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ rồi à, ý chứ chấm 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 là ví dụ ôi chứ anh chỉ ở bán chú ý là là tôi đã làm xong bài tập rồi chỉ ở đây không chúng ta, ta không chỉ là viết à, chúng ta sẽ dừng là làm là mình mình có mình có ý để từ viết để cho nó rõ dịch sẵn nghĩa à, đôi khi chúng ta không cần phải dịch sẵn nghĩa quá sẵn nghĩa quá đôi khi nó lại hơi, nghe nó hơi ngang không không thuận với cái, 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 cái cách nghe của người Việt Nam rồi 我已经写完作业了，那都来让三么做？我已经写完练习题了，那都来让三么我的作业已经写完了，那我的作业已经写完了。果子已经熟了，果子已经熟了。火车票已经卖完了，嗯，火车票已经卖完了。那维豆网的卖什么样子？卖啥子？啊，维豆网的卖啥子？请大 我已经写完作业了，我已经写完练习题了，我的作业已经写完了，果子已经熟了，火车票已经卖完了。OK，来。花已经开了，兰花个作了。花已经开了，我已经吃完饭了，那都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都 花园里的花已经开了，花园里的花已经开了，啊，花园里的花已经开了，啊，别，我已经画完画了，啊，做到外上听肉，我已经画完画了，春天已经来了，那么顺达得肉，啊，顺达得肉的，春天已经来了，春天已经来了，啊，那那么来呀，花已经开了，我已经吃完饭了。 花园里的花已经开了我已经画完画了春天已经来了嗯就、啊、那就这呢？我已经改完卷子了那、啊、都拿什么上买梯子卷子了买梯子啊都拿给给给给大家也存在啊领了完的耳签的话那个卷子啊那里买梯一样好吗我已经改完卷子了啊改的就在后面这里来跟上色就在这里来成啊我已经改完卷子了这条 Ông thầy Vũ đã giảng xong bài thứ bốn mươi cho chúng ta rồi. Ngô老师已经给我们讲完第四十四课了。啊，chúng ta phải đọc thật chuẩn cái từ 44 là bốn mươi Các tỉnh phía Bắc ở Trung Quốc họ đọc được từ này rất là rõ, nhưng mà những người ở Trung Quốc ở tỉnh phía Nam họ đọc không được từ này, họ họ sẽ đọc là bốn họ người người tỉnh phía nam của Trung Quốc họ không đọc được cái chữ sự à, cái từ chữ gì là, sợ, sợ, sợ nặng sh á họ không đọc họ, họ không đọc được từ đó à, sự si họ đọc là sự si", si", si". à, nghe nó nó hơi, khó nghe quá nhưng chúng ta biết thì chúng ta sẽ nghe được à, tiếp này chế <laughs> mù ý chứ chế su là là tiết mục hay là chương trình đã kết thúc rồi <laughs> chế mù ý chứ chế su là tiết mục đã kết thúc rồi tham gia là, là tôi đã tham gia trận bóng bão... 听懂我们他说，我已经参加足球比赛了。冰雪已经融化了啊,、嗯啊！冰雪已经融化了。啊、OK，chúng、OK, ta 我已经改完卷子了。吴老师已经给我们讲完第四十四课了。节目已经结束了。我已经参加足球比赛了。 冰雪已经融化了，OK，看他的界面，已经半夜十二点了，你怎么还不睡觉呢？啊，你你怎么还不睡觉啊？啊，对了，đ 米还是 h 着 i giờ 半夜了，n ử 啊 đ 米还是 h 着 i 上班没就领完，已经半夜十二点了，你怎么还不你怎么还不睡觉啊？已经半夜十二点,、啊、点了，你怎么还不睡觉啊？他已经走了。 ăm già rồi là, quán, tôi đã tôi đã thành rồi tôi đã lớn rồi bạn đừng có quản lý quản tôi nữa. Là, quán, à, câu này rất là, rất là hay đúng không? hồi xưa mình cũng hay thường xuyên nói câu này à hãy cũng hay thường xuyên nói câu này à, cái tầm tuổi mà tin tin à, Tầm tuổi tin tin à, Tiếp này 怎么办呢？对吧？mọi k 一切已经结束了，我们应该怎么办呢？对呀，我已经跟他说好了，明天他就来上班。已经跟他说好了，明天他就来上班。OK, 中不来已经半夜十二点了，你怎么还不睡觉啊？他们已经走了。 Tôi đã trưởng thành rồi, tôi. chúng ta phải làm gì đã chúng ta đã đi xong một số cái ví dụ về cấu trúc này. Và đầu tiên là cấu trúc này là rất là đơn giản thôi, ngay từ quyển một chúng ta đã học rồi. Thải cộng tính từ cộng l. Tiếp theo, cấu trúc này Phía cộng động từ cộng l có nghĩa là đừng làm gì nữa. Tiếp cấu trúc này phú yao cộng với động từ cộng với lơ là cũng là đừng làm gì nữa à, một số trường hợp thì từ phú yao động, động, từ cộng với lơ cấu chúng này nó nó cũng tương đương với cấu chúng này phía từ cộng với lơ nhưng mà phú thì nó, nó mang nghĩa là nó ở mức là bị động hơn bị động phú yao đừng đừng làm gì đó tức là mình đang ở thế bị động ta và người ta muốn là mình nhưng mà mình không muốn thì thì tìm dùng có chút là phú yao à, trong tiếng trung nó 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 phong phú lắm à, cái cách diễn đạt của nó rất là phong phú nên chúng ta phải hiểu hàm ý thật sâu sắc của nó à, tiếp này chấm lớp là sao thế sao vậy nói chung nữa là ý chứ chấm chấm ở giữa và quý quỷ câu cái là đã làm gì Thế là chúng ta vừa đi xong cái mình một số cấu trúc uh, cơ bản rất là dễ à, cũng còn, còn có một số cấu trúc nữa nhưng mà mình sẽ làm trong video khác à, tiếp theo này chúng ta sẽ đi sang phần trợ uh, từ ngữ khí lở ở trong tiếng trung ok cái từ lở ấy mà nó ăn ở quý câu thì chúng ta gọi là trợ từ ngữ khí trợ từ ngữ khí nó có tác dụng là gì nhỉ để biểu thị ngữ khí khẳng định À, mình ghi rõ đây là từng tác dụng của nó rất là gọi rất là rành mạch để các bạn có thể là học nó nó học nó có hệ thống có bài bảng à, có 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 quy củ chúng ta phải học có hệ thống à, để sau này khi mà chúng ta ôn tập lại để chúng ta thi HSK thì chúng ta à, học nó học học lại ôn tập lại nó rất là dễ dàng và rất là nhanh là không bị lộ lộn xộn trợ từ à, tức là l đặt ở cuối câu thì nó gọi là trợ tưởng ngữ khí và nó có tác dụng là gì biểu thị ngữ khí khẳng định Đó. thứ hai là tạo thành câu hoàn chỉnh đó. thứ ba là nói rõ sự việc đã xảy ra <laughs> đó sự việc đã xảy ra thì chúng ta dùng lời về câu nói rõ động tác đã hoàn thành tức là chúng ta là động tác đó đã hoàn thành xong rồi nó đã kết thúc rồi ở trong quá khứ đó. tình huống mới xuất hiện đó. tình huống mới xuất hiện tình huống thay đổi à. hay là trạng thái đã thay đổi trạng thái thay đổi sự vật thay đổi hay là ý nghĩ đã thay đổi hay là cái ý tưởng mình đã thay đổi đó. tức là lúc à, vừa nãy thì nghĩ như thế này nhưng mà bây giờ thì lại nghĩ khác đó. ví dụ thế ok à, các bạn à, chụp ảnh vào nhá chụp ảnh mà đừng chép chép nó không chúng ta không có thời gian đâu các bạn chụp ảnh vào được chưa dùng điện thoại di động chúng ta chụp cái là xong thành là dùng smartphone nữa smartphone và điện thoại di động nhau không giờ bây giờ toàn dùng cảm ứng hết ok à, tiếp theo chúng ta sẽ lấy một số ví dụ nhá để cho nó rõ hơn nó tiếp là gì nhỉ chú ta là tức là hôm qua cô ta đến trung tâm thương mại rồi chú ta là tức là gì? tức là sao sự việc là gì? Sự việc cô ta à, đến trung tâm thương mại đã kết thúc rồi. Nó tại thời điểm ngày hôm qua. Chủ Thiên, ta sang địa trung sinh là. À, Chúa ta sang là hôm qua cô ta không đến trung tâm thương mại. Khi mà chúng ta à, phủ định một cái gì đó, phủ định à, hành động nào đó ở trong quá khứ thì chúng ta dùng từ mấy và cộng động từ ở, ở đằng sau. À. À, phủ định ở quá khứ thì chúng ta dùng từ mấy. Được chưa? Tiếp theo, Chủ

OK，中样的第二星期六早上，阿雪很早就出去了啊。thứ bảy、嗯、啊，g o、呃啊、星期六早上，阿雪阿雪很早就出去了。啊，第英上午去朋友搬家了啊，去帮朋友搬家了。啊，月英上午去帮朋友搬家了，对吗？ nguyễn anh buổi sáng đi đến nhà nhà bạn là giúp giúp bạn là dọn đồ, xui bàng nhỏ vào panja là tiếp. sao khuấy về được của tôi một buổi trưa khoai là tức là lúc chiều lúc trở về lúc lúc quay lúc về nhà thì xe máy của tôi hỏng rồi, à, khoai là khoai là hỏng rồi đúng không? Khoai là ra cái tức là nó là thay đổi thay đổi, tức là lúc uh, lúc chưa về nhà thì nó nó đang đi rất là bò bon nhưng mà lúc về nhà thì tự nhiên nó lại hỏng, ra cái trạng thái nó thay đổi. hay là cái xe nó bị nó bị hỏng tiếp phạm bình bình cân mỹ của đại biểu thoáng chu này là tức là phạm Băng Băng đã đi gì đã đi cùng đại biểu nước mỹ đến hà nội rồi à, cái sự này nó đã thể xảy ra rồi thì chúng ta dùng từ lở với câu lở với câu là biểu thị sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ ừ. tiếp nha a à, xuyên đã Chí chi qua là tầm, di động điện thoại di động của bạn tuyết là tắt rồi à, quá là Dạ, vừa nãy thì chưa tắt thì bây giờ nó tắt rồi. Nào qua là cái trạng thái hay tình huống nó đã thay đổi. Đã, tiếp này. A xue y jing suy là, nghỉ bế chào tha là. bạn tuyết đã đi ngủ rồi, bạn đừng gọi cô ta nữa. A xue y jing suy là, nghỉ bế chào tha là. Đã, tiếp này. Chín nhé, tha a xí Xoay là. Đã, năm nay cô ta 21 tuổi rồi. Tức là năm nay. con <laughs> này. À, cách đây một một số ngày thì cô ta mùa là mới có 20 đúng không? Nhưng mà sang năm nay à, À, năm ngoái cô ta là 20 tuổi nhưng mà năm nay thì cô ta đã 21 tuổi, tức là à, cái trạng thái của ta đã thay đổi, là cái, cái cái độ lớn của cô ta đã đã thay đổi. Là cô ta từ 20 chuyển sang 21, đó à, là cái trạng thái của họ của cô ấy đã thay đổi. Tiếp. Phạm hỏi là, "Ủa mà chưa phạm mà Là cơm xong rồi, à, cơm nó xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Là cơm bữa đấy thì chưa chuẩn bị xong nhưng mà bây giờ cơm nó đã, đã chuẩn bị xong rồi thì, chúng ta ăn cơm thôi. Thì chúng ta cũng dùng tiền lập để biểu thị cái trạng thái cái tình của sự việc à, biểu thị trạng thái tình của nó thay đổi. Xạ đại rồi, chúng ta hãy mưa to rồi, mưa to rồi, mưa to rồi. Chúng ta hay là chúng ta đừng đi nữa? Ừ, hãy xạ đại rồi, đi này nó là có trúc trên ở phía cộng động từ cộng lật. Được chưa? đại rồi. là mưa rất to rồi, vừa nãy thì mưa còn chả có mưa gì cả, tự nhiên trời 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 tối sầm và bắt đầu mưa mưa to, mưa rào đấy. Thì nó là trạng thái nó thay đổi, Thời tiết nó thay đổi, thì chúng ta dùng từ lật. Xạ đại rồi. À, tiếp là tăng khoảng phân thì là tăng tăng khoảng là buổi chiều chiều đấy là tầm chiều chiều từ năm giờ đến sáu giờ nếu mà mình không nhận nó là hoàng hôn sao không? hoàng hôn hoàng hôn mình chưa thấy hoàng hôn bao giờ mà thế trên ảnh nó rất là đẹp là mình chưa thấy bao giờ ok tăng khoảng phân thì là tức là buổi chiều à, hết gió rồi à, tăng khoảng phân thì là à, buổi chiều nhưng mà lúc buổi 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 chiều ta buổi chiều lại có gió rất to nhưng mà tự nhiên buổi chiều là lại hết gió à, tao khoảng phân thì là là cái trạng thái nó thay đổi tình huống nó đã thay đổi hay là tình huống, tình huống mới nó xuất hiện tiếp này hiện tại của bù mau là làm bây giờ tôi không bị cảm cúm nữa hiện tại của bù cản mau là là uh, lúc trước thì tôi hay bị ốm mà bây giờ thì tôi khỏe rồi mà tôi không bị ốm nữa là cái trạng thái của tôi đã, nó đã thay đổi sức khỏe của tôi đã, nó đã được cải thiện hiện tại của bù cản mau là tiếp hiện tại ta không chưa là tức là bây giờ cô ta không đi nữa tức là vừa nãy cô ta muốn đi nhưng mà tuy nhiên bây giờ lại đổi ý là không muốn đi nữa à, tức là cái ý nghĩa của chúng ta là cầu cô ấy đã thay đổi Nên ý nghĩa cách à, là cái cái mong muốn của ta đã thay đổi à, ý nghĩa đã thay đổi hiện tại ta không đi nữa hiện tại tôi sẽ dùng sâu cầu thu nhập và tả khăn là ở đây có từ sâu cầu thu nhập phản nó là bộ gõ tiền trung sâu cầu bộ gõ tiền trung sâu cầu ok cái này các bạn à, ai, 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 chưa cài cái này thì chúng ta cài nhá Đó là cái này các bạn vào trang chủ của chúng ta mình là tiếng trung com sau đó các bạn ấn vào đây bộ gõ tiếng trung sau cộng vào đây đây này bộ gõ tiếng chung sau cộng chấm lát nó sẽ hiện ra đó. thì chúng ta sẽ có thể gõ được một cái bộ gõ tiếng chung cho à, nó nhanh đó thì các bạn kéo xuống dưới kéo, kéo xuống dưới đây à, download bộ gõ tiếng trung sau cộng vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái trang download đó, và chúng ta download về là xong tải về là xong và ở đây mình có làm video hướng dẫn cài đặt bộ quả tiền chung sau câu ở trong Win 7, Win 8 và Win 10. Đây trong Win 7 nhá. Ai dùng bạn nào dùng máy tính Win 7, à, điều hành Win 7 thì chúng ta xem video này. Còn ai dùng Win 8 thì chúng ta kéo xuống dưới, kéo ừ, xuống dưới, Win 8 đây. Đây là Win 8, thì chúng ta kéo xuống dưới là Win 8. Ở đây xem hướng dẫn mình cài đặt. và Win 10, Win 10 đây, <laughs> Win 10. Các bạn ấn vào đây. Đó, chỉnh từ các bước cài đặt bộ quả tiền chung sau câu ở trong Win 10. Ok, chúng ta đi tiếp nhá. 打汉字啦我就喊；打汉字啦我就喊，对现在我会用搜狗输入法打汉字了、啊，啊，没错，特别用某个词，用搜狗，啊，我就会喊、嗯、了。那，那，这里本来就那，那，那，背着把背着那，那，搞那，啊那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那， bây giờ tôi không muốn tôi không nhớ cô ta nữa, chẳng là nhớ trong trường hợp này nhớ nhá, trong trường hợp này chúng ta gọi là nhớ, là tức là lúc trước thì tôi rất là nhớ cô ta, đúng không? ngày nào cũng nhớ cô ta nhưng mà tự nhiên bây giờ tôi không nhớ nữa, Nên, tức là hết yêu rồi, không nhớ nữa, Nà, cái trạng thái nó đã thay đổi rồi, ý kiến đã thay đổi, Đà, đã tôi có đã có người mới rồi, hiện à, tại tôi không muốn nói với bạn nữa, tôi không muốn nói với bạn nữa. là nó nói nhiều rồi nói mãi không nghe cứ chán chả muốn nói nữa đó thì cái 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 ý nghĩ của chúng ta lại thay đổi hay là cái tình huống nó lại thay đổi. 我不想跟你说了。OK，làm làm nha。现在我不感冒了。现在他不去了。现在我会用搜狗输入法打汉字了。现在我不想他了。我不想跟你说了。 chúng ta đi lại đi tiếp này chế hôn nghỉ hậu duy nhiên phụ cũng chỗ là tức là à, sau khi cưới xong à, sau khi cưới xong thì Nguyễn anh không đi làm nữa tức là sao tức là trước khi cưới thì Nguyễn anh đi làm luôn, nhưng mà sau khi cưới thì không đi làm nữa à, chồng giàu, không cần phải đi làm nữa chồng, mất công Đó. À, ok cái tình huống nó mới nó xuất hiện và tình huống nó đã thay đổi rồi chế hôn nghỉ hậu duy nhiên phụ cũng chỗ là tiếp này duy nhiên sau khi sang tiệm Mãi ý phụ là tức là buổi chiều người anh đến Uh, cửa hàng mua quần áo rồi à, uh, nên cái sự việc này, này, nó đã kết thúc rồi sự việc này nó đã kết thúc rồi vậy em chào chủ sang tiền mà ý phụ là tiếp nhá ú lão sư lái là à, thầy bộ đến rồi à, thầy vụ đến rồi chúng ta vào ổn định vị trí thôi ú lão sư lái là ta vừa nãy thì thầy chưa thấy thầy vụ đâu đúng không Thế mà tự nhiên bây giờ thấy thầy vụ đến rồi ú lão sư lái là cái, cái tình huống mới nó đã xuất hiện à, tình huống mới nó đang xuất hiện đến này 我星期六去书店买书了 tức là thứ bảy tôi đã đến cửa hàng à, hiệu sách mua sách rồi tại cái sự biến này nó đã kết thúc rồi à, thì chúng ta dùng từ lở ở cái cơm chợ từ ngữ khiến lở cái cơm mùa cân sản tiên biên chỉ khưa cà phê là à, tôi đã uống cà phê với phạm bằng bằng à, cân sản tiên Binh chỉ khưa cà phê là phạm bằng bằng là diễn viên nổi tiếng à, rất là nổi tiếng của trung quốc à, đóng à, trước đây đóng trong phim à, phim gì nhỉ à, hoàn trong cái cách đấy nếu mà các bạn để ý sẽ thấy phạm bằng bằng là hồi đó phạm bằng bằng chưa nổi tiếng đâu mãi sau này trở về sau này thì phạm bằng bằng mấy tên tuổi mới nổi lên các bạn có thể search cái từ tên của diễn viên này diễn viên nữ này rất là xinh rất là xinh đẹp lên trên trang google trang phải tu của trung quốc cũng cũng ra là rất là nhiều ảnh rất là nổi tiếng của căn phạm bình Bình, là tôi đã đi uống cà phê với phạm bằng bằng rồi chúng ta đọc lại nha kết hôn sau Nguyệt Yến không công tác Nguyệt Yến sau mua đồ Tôi星期六去书店买书了。Tôi跟范冰冰去喝咖啡了。Ừ, các bạn. À, hôm nay thời gian, bộ nhiên gì là trở lạnh, biến lạnh. Thì hôm qua thì trời nó rất là bình thường, nó rất là ấm áp. Thế nhưng hôm nay trời trở lạnh, là gió mùa đông bắc đã tới. À, tức là cái trạng thái nó thay đổi hay là tình huống mà nó xuất hiện. à, Chúng ta dùng cái cái lở cho từng cái lở của không? 今夜天气突然变冷了太阳出来了 <tiếng> Tại là. Là. là mặt trời xuất hiện rồi Hay là 12 giờ đêm rồi à, là cái, cái, cái thời điểm nó thay đổi Cái tình huống nó thay đổi Trời rồi Tức à, là buổi nay trời thì nó rất là đẹp nó, à, là, Rất là sáng sủa Còn đã thì trời âm rồi à, Mưa sắp đến à, uh, thiên nhiên là uh, thiên chiến là là trời quan đáng rồi à, vừa nãy trời âm mù mà thì bây giờ tự nhiên trời nó quan đáng đã tình của mình nó là xuất hiện đã tình của mình xuất hiện Thành cái trạng thái nó là thay đổi thiên nhiên là thiên chiến là ok chúng ta đọc lại này thiên nhiên thiên chỉ thu rạn biến lạnh là thái lại là ban là thiên nhiên là ok đi tiếp nha 春天了，天气开始变暖了。那末现在现在，天气不都啊，就暖了，不都暖了？春天了，那这个状态在改变，就是到了一个春天了。春天了，天气开始，天气开始变暖了。夏天了，我们去海滩度假吧。度假讲起来，你吗？度假的你你吗？去度假啊，去度假，是夏天了。

quần áo này thì nó, nó 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 nhỏ đi rồi nó cái trạng thái của nó cái hình dạng của nó nó đã bị nó đã có giãn nó bị nhỏ bị nhỏ đi nó trước khi giặt thì nó nó rất là bình thường đúng không nó rất là bình thường mà sau khi giặt xong thì nó co rúm lại là cái 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 trạng thái nó nó đã thay đổi chỉ quá chỉ quá nhiều không chưa chỉ nhỏ lắm ok chúng ta đọc lại nhá xuân thiên là thiên tiết bắt đầu biến hóa rồi mùa thiên là chúng ta đi biển

thì cái trạng thái cái tình của nó sẽ thay đổi đó nó trời mưa thì chả ai đi đi xe máy vào trời mưa nữa thì người ta trú mưa hết rồi thì cái cái tình của mình nó xuất hiện thì à, xe nó ít đi rồi và người lái xe cũng ít đi à. thế này à, ủy mà ủy mà tả chẳng lại là là mưa to như vậy tôi nghĩ con ta không thấy đâu là do cái tình huống là mưa là to nên là con ta con ta không tới nữa, có thể là ý nghĩ của cô ta là, nó 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 có thể thay đổi nên chúng ta sẽ dùng từ là

我想他不会来了啊我想他不来了我们下课了我去吃饭了我去吴老师办公室了啊都灵 one 不错啊大概四遍内呢写下作业该怎做要跳呢我看了今天的新闻的了后面都打都打三封啊给电子工人呢我看了今天的新闻我买了一本新的 hai à xin xin bản số tức là tôi đã mua một quyển sách tiếng anh mới tôi là lại bản xin đợi những à, số bộ lại là à tha số lại là cô ta cô ta gì mà cô ta không tới nữa cô ta nói không tới nữa tức là vừa nãy cô ta nói là tới nhưng mà bây giờ tự nhiên nói không tới nữa tức là ý nghĩ của cô ta đã thay đổi cô ta đã, đã nghĩ khác rồi ủa xin giải miếng bài là làm bây giờ tôi đã hiểu rồi thì trước trước đó thì tôi đã không hiểu bây giờ thì tôi hiểu rồi của xiên dài tổng lạ Cũng tương tự như vậy Bây giờ tôi cũng hiểu rồi à, Chúng ta đọc lại nha Ủa khá là là dài Miếng bài Người Loan họ đọc là miếng bài à, Miếng miếng là Người họ đọc như vậy mà người Trung Quốc đại lục họ đọc là Miếng bài dài miếng bài tổm lắm à, nên là khi mà chúng ta học về chung chúng ta nghe người đài loan nói người đài loan nói họ, họ, nói nghe họ nói thì chúng ta cảm thấy họ nghe nó nói tiếng trung phổ thông nó rất là lớn lớ. À, giống như người sài gòn ấy họ nói tiếng việt cũng hơi lớn lớn đúng không à, nghe rất là giọng rất là nhẹ nhàng là cũng rất là tiểu lo rất, rất là hay ừ, tiếp theo này ủa nắng chỉ là tức là tôi viết được chữ hán rồi tức là à, tôi đã có khả năng viết chữ án rồi ta vừa trước đó thì tôi không biết viết nhưng mà bây giờ tôi biết viết rồi là tôi biết được rồi Wo hui trước đó thì tôi không biết thật, không biết nói tiếng Anh. Nhưng bây giờ tôi đã nói được tiếng Anh rồi. À, tôi biết nói tiếng Anh rồi. Wo hui shuo ying yu la. Wo là tôi biết lái xe rồi. Trước đó tôi không biết lái xe. À, bây giờ thì tôi biết lái xe rồi. Wo hui kai chua la. Ta Là cô ta thích bạn rồi. Là trước kia thì cô ta không thích bạn. À, bây giờ thì thích rồi. À, à, thích rồi. Đổ, rồi. Đổ rồi. Đúng không? Thành công rồi. Tha chỉ hoa nỉ lọ Tiếp này Wo hui chỉ mô thua chứa là Là tôi biết lái xe máy rồi Wo hui chỉ mô thua chứa là Tức là lúc trước thì không biết lái đúng không nhưng bây giờ sau khi đã trải qua một khoa học lái xe Thì chúng ta là biết lái xe rồi à, Lái xe máy nữa, đi xe máy Wo hui chỉ mô thua chứa là <laughs> Tiếp này Wo yà mải chơ bẩn xuống là Là tôi muốn mua cái xe này rồi Tức là vừa nãy thì tôi không muốn mua Nhưng tự nhiên bây giờ ý của tôi đã thay đổi Là tôi đã đổi ý rồi Là, là tôi muốn mua rồi Ủa, yêu mãi chơi bản chúng ta đọc lại nha. Tôi có thể viết Hán tự rồi. Tôi sẽ nói tiếng Anh rồi. Tôi sẽ lái xe rồi. Anh sẽ thích bạn rồi. Tôi sẽ lái xe rồi. Tôi muốn mua cuốn sách này rồi. Tiếp này. Ok. Và đây là mình mình làm ra cái này, cái, hai cái hai, cột này để chúng ta so sánh. trước khi sự việc xảy ra thì chúng ta dùng cái không có trợ từ cái lờ của cái thì chúng ta là nói là ví dụ nhìn chứ nào bạn đi đâu của triệu thảo sơn đi siêu thị Tức là cái sự việc này nó chưa xảy ra tức là sự việc là tôi đi siêu thị nó chưa xảy ra nên là người nói là người an này nó là hỏi là đi đâu nhìn chứ nào thì người bên đó là cái dự định của tôi là à, tôi đang chuẩn bị đi đi siêu thị của triệu sơn nhưng mà cái cái cái, cái việc đi siêu thị nó vẫn chưa xảy ra à. nhưng mà sao mà bạn mua cái gì là hỏi người ta đi đâu mua cái gì có mã gọi là tôi mua quả tức là tôi đang có tôi đang định tôi đang tôi đang tôi đang, đang chuẩn bị đi để siêu thị hay là cửa hàng đi mua hoa quả Đó, tức là sự việc mua hoa quả nó vẫn chưa xảy ra Đó, tức là trước khi xảy ra sự việc thì chúng ta không có lỡ phải không? suy và sau khi sự việc nó đã xảy ra thì chúng ta thêm trợ từ lở ở cuối câu để biểu thị sự việc này nó đã xảy ra rồi <laughs> à, ni nào đó? là bạn đi đâu rồi hay là bạn đi đâu thế hay là bạn bạn đã đi đâu rồi à, tôi đã đi siêu thị rồi tức là uh, người anh này ở nhà và hỏi người bên là à, vừa là đi đâu rồi à, đã, đã đi đâu thì người bên trả lời là đã đi siêu thị rồi tức là đã đi siêu thị mà bây giờ trở về rồi ní mà là? là bạn đã mua gì rồi à, người ta hỏi là đã mua gì rồi thì người bên trả lời là ủa mài của la là, tôi đã mua hoa quả rồi tức là, đã mua rồi sự việc mua hoa quả đã xong rồi đã đi siêu thị mua hoa quả rồi đó và đang ở nhà và hoa quả đang ở đang ở trên bàn đó. đấy nghe okay, chúng ta đọc lại nhá nì chu nào là Wǒ thao Nǐ Wǒ của các bạn thấy xong kia so sánh hai câu này thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rõ ràng hơn đúng không giữa cái là sự việc nó chưa xảy ra và sự việc nó đã xảy ra rồi thì chúng ta dùng từ lờ cho tí lờ cho từ, từ lờ ở cuối câu ok chúng ta đi tiếp nhá. Rồi à, và để à, một dạng câu hỏi một dạng một dạng câu hỏi khác à, để hỏi cái sự kiện nó đã xảy ra chưa đã, đã xảy ra chưa à, thì chúng ta đã thì chúng ta hỏi dùng câu chút này à, chủ ngữ câu động từ có một tên ngữ một là và có mấy giờ câu này tức là đã làm gì chưa tức là hỏi đã làm cái này chưa à, hay là đã làm cái kia chưa hay là đã làm gì chưa giờ yeah. chúng ta chụp ảnh vào nhá chúng ta dùng máy ảnh hoặc là dùng smartphone dùng điện thoại di động chụp vào sau đó chúng ta sẽ chép ra buổi sau ở trên lớp chúng ta không có nhiều thời gian nên chúng ta phải thật tận dụng thời gian học ở trên lớp được chưa à, chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ cộng với l và cộng mấy hiểu được đây là một dạng câu hỏi chính phản là câu hỏi chính phản à, câu hỏi chính phản máy hiểu à, tiếp theo nhị <laughs> chữ là mấy hiểu là bạn đã đi siêu thị chưa nhị chữ sư là mấy hiểu đó là đi rồi đây là một dạng là câu trả lời rất là bản tắt là chưa là của tôi đã đi chưa đi rồi là từ lơ là tập về cơ của là tôi đã đi chưa đi, 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 đi rồi chúng ta, chúng ta có hai cái trả, trả lời là cái trả lời bản tắt trả lời trống không hay là trả lời đầy đủ của là hay là chưa là thường thì người ta trong văn nói người ta bao giờ thích dùng cái cái này hơn chưa là vì người ta lười nói người ta không thích nói lằng nhằng nói nhiều chưa là chưa là mà chưa là Thế nên là mấy chỉ là không đi, chưa đi. Ra sự việc này nó không xảy ra ở trong quá khứ thì chúng ta phủ định nó là dùng từ mấy chỉ chứ không được dùng là từ phủ chỉ, phủ chỉ là phủ định ở trong hiện tại và tương lai thôi. Còn mấy thì nó phủ định ở trong quá khứ, mấy hay là mấy hiểu đó, cộng động từ. Ủa chỉ là ủa ở là tôi tôi chưa đi siêu thị. Ok, chúng ta đọc lại nhá. Nì chỉ thao là mấy hiểu là mấy chui Mày chui Ok, chúng ta đi tiếp này <laughs> này là Bạn đã xem Thời sự tối nay chưa? À, bạn đã xem Thời sự tối nay hay chưa? Mấy người Khan là Hay là mấy là Xem rồi à, Tôi đã xem Thời sự uh, tối nay rồi là lỡ phải không? Đây là câu trả lời bắn tắt và đây là câu trả lời đầy đủ. À, mấy khăn hay là mấy ổ khan là chưa xem. Wo mấy khăn đà, mà là tôi chưa xem thời sự tối nay. Chúng ta đọc lại nhá. Ni khăn jin ye là... Mấy khăn. nha phải là mấy đâu? Mấy là số mấy đấy, còn là mấy a mấy nha, mấy hoặc là mấy đâu mấy, mấy khán. Tôi mấy khán à? xin Ok. này. À. Chúng động từ, à, sang một cái ví dụ tiếp theo. Không phải là, là cấu trúc tiếp theo. À, động từ có máy cộng động từ cộng tân ngữ chẳng sau cũng là có cũng có nghĩa là đã làm gì chưa? Đây là cấu trúc à, thường dùng ở trong văn nói, thường dùng ở trong văn nói trong cổng, trong, trong trong văn nói giao tiếp nói. À. à động chúng động từ có máy cộng động từ cộng tân ngữ các bạn chụp với nhá một hai ba mình đến 3 giây 1, 2, 3, ok chúng ta xong rồi đúng không tiếp lại bên dưới và chúng ta sẽ lấy một số ví dụ này tối qua bạn xem nhìn khăn mấy khăn tối qua bạn có xem hay không tin sự tối qua bạn xem hay không tin tức sự xem rồi, không tin tức thời

quảrauủa Ok tiếp này chiêu màrăng tối nay bạn có uống rượu vang không àkhứ là uống rồi chiêu tối nay tôi uống rượu vang rồi khống kiểu là rượu vàng nha rượu mấy rồi là chưa uống à mấy khư là chưa uống.

Làm, buổi tối ăn rồi, lấy cô đầy đủ, lấy ngắn gọn, mấy ổ, à, đâu có, chưa ăn, hoàn buổi tối tôi chưa ăn cơm, à, làm lại nhá, hoàn sắc, nhị chưa mấy chưa chưa là, hoàn sắc, à, ,你写 Đó, hôm nay bạn đã làm bài tập hay chưa, làm rồi, 嗯，今天我写作业了那各位得入。的没有都搞啊这这啦。我啊今天我没有写作业那后面都这两位得。嗯老板呀。今天你写没写作业写了。今天我写作业了。没有。今天我没有写作业。啊对了。嗯大上个就这票人了。嗯那不对。嗯 tức là chúng ta diễn tả một cái gì đó hành động nó, nó vẫn chưa xảy ra thì khi mà người ta hỏi là mình đã làm gì chưa thì mình nói là vẫn chưa làm gì thì chúng ta dùng cấu trúc này là hai mấy hay là hiểu hiểu mình để ở trong ngoặc có nghĩa là có thể bỏ hay là có thể thêm vào thì được không vấn đề nợ thì cơ để nhấn mạnh ngữ khi khẳng định ok các bạn chú vào nhá chú vào Xong chưa đã hết ba giây rồi à, ai chút chụp, chụp xong thì là ta sẽ quay lại sau tiếp này à, ví dụ phản biên biên khuấy cha là mấy là phạm băng băng đã về nhà chưa phản biên biên khuấy cha là mấy à khuấy cha là mà à tha hải mấy khuấy cha nè tức là cô ta vẫn chưa về nhà đâu à tha hải mấy ở khuấy cha nè cô ta vẫn chưa về nhà đâu tiếp hả mình chỗ là mấy họ đã về họ đã đi chưa hả mình chỗ là mấy họ hả mình hải mấy cháu nè hả mình hải mấy cháu nè họ vẫn chưa đi đâu họ vẫn chưa đi cả. 那好我们这里嗯打麻将范冰冰回家了吗她还没回家呢他们走了没有他们还没走呢嗯、啊、那还能不能能不能就谁呢那不就地对呀你吃饭了没有把那个这我还没有吃饭呢啊多么将更啊多么将更到你去医院看病了没有把那个病病还没这我还没去医院看

đây, chúng ta sang cái slide tiếp theo nó là động từ có với l ở uh, sau động nghe sau động từ. À, cái này chúng ta gọi là l này chúng ta không gọi là trợ từ khi lớn á, vì nó đứng ngay sau động từ nên chúng ta gọi là trợ từ động thái. Trong sách giáo khoa họ là trợ từ động thái. <laughs> nó là tên gọi thôi, người ta quý như vậy thì chúng ta cứ gọi như vậy. Vì tên nó là như vậy rồi nên chúng ta không thể đổi tên nó được. Động từ cộng với l. l. này là trợ từ động thái. Vì nó l này nó l này nó đứng ngay sau động từ nên nó gọi là trợ từ động thái. Rồi nếu mà lợ ở đợt, à, à, ở cuối câu ấy, thì nó gọi là trợ từ ngữ khí. Nên các bạn một số bạn hay cứ nhầm lúc thì gọi là trợ từ ngữ khí, lúc thì gọi là trợ từ động thái. Nên là cái loại hay lên. À, Nhưng chúng ta phải quy lại L đứng ở ngay sát sau động từ thì nó gọi là trợ từ động thái. Còn L mà nó đứng ở cuối câu thì chúng ta gọi là trợ từ ngữ khí. Okay. Các bạn phải nắm thật rõ nhá. Cái cấu trúc này à, động từ cậu mới lở ở ngay sát đằng sau nó thì gọi là để để bị gì này làm gì để biểu thị động tác đã hoàn thành hoàn toàn đã thực hiện <laughs> tức là cái hành động này nó đã xảy ra rồi đã xong rồi ta cần nhấn mạnh là cái động tác này nó đã xảy ra rồi Nào, quá khứ Nào, thế này ví dụ là ăn rồi khứ là uống rồi suy là đi rồi lái là đến rồi hay tới rồi chẩu lắc đi rồi à, ok mai là bán rồi tức là rất là đơn giản đúng không cái động từ cộng với lở là nghe sát đằng sau nó có nghĩa là hành động nào đó nó đã xảy ra rồi nhấn mạnh hành động đó đã xảy ra rồi kết thúc rồi tiếp chua là làm rồi quá là chơi rồi khát là xem rồi xỉa là à, viết rồi mải là mua rồi và phát là à, gửi rồi phát này là gửi nhá phát là gửi nó ví dụ là phát toàn chi là gửi tin nhắn à, phát toàn chi ok đây là cái câu dùng đơn giản à, nhưng mà trong một số câu thì nó không đơn giản như vậy đâu <laughs> đem nào rồi à, động chủ ngữ sang câu chút tiếp theo nhá chủ ngữ cộng động từ tổng cộng với số lượng từ cộng tân ngữ làm sao ra sang để biểu thì chúng ta nó hoàn thành phần đã thực hiện như vậy thôi nghe <laughs> okay. là lợ cái này nó thiếu cái sao nhỉ à, mải là khơ là ok hơi là chỉ ở à, đây chúng ta thiếu một cái từ nữa là từ là à. chúng ta bổ sung nhá là cậu mấy gì đó là mình sẽ bôi đỏ à, cho nó rõ <laughs> chúng ta cộng có l cộng số lượng từ và cộng tân ngữ làm sao bể thì đồng tác đang hoàn thành cũng như vậy thôi <laughs> ví dụ à, các bạn chụp với nhau xong rồi chúng ta đi tiếp ví dụ như khớp phí chiều lắm á bạn đã uống bia chưa

san tiếng thị trường nhé đọc từ gọi mình l tham số lượng từ san tiếng là số lượng từ đó san là số lượng từ rồi thị trường tăng ngữ Nha Tôi hơn là san tiếng thị trường chúng ta đọc lại nha nhị hơ phí chiều lắm á ủa hơn là nhị hơ là chỉ tiếng thị trường ủa hơn là y tiếng thị trường nhị nữa ủa hơn là san tiếng Ok, chúng ta đi tiếp này. Tôi đã là y cốc cà phê. tôi đã uống một cốc cà phê. là y tiếp. Nè, bạn đã đến bạn đã đến hiệu sách mua sách chưa? À, tôi đã đến hiệu sách mua một quyển sách. Mai, phẩm từ. Tân ngữ. À không, lơ. À không, Số lượng từ. Phẩm tân ngữ. À. 我买了一本书.

我去书店买了一本书。今天晚上你吃了什么东西?今天晚上我吃了一些鱼和牛肉。OK, okay. chúng ta tiếp tiếp này. À, ở đây chúng ta còn phải có một số chú ý, là gì nhỉ? Nếu mà chất tân ngữ mà không có số lượng từ thì chúng ta phải thêm trợ từ khi là ở vị công để chúng ta là tạo thành câu hoàn chỉnh. Đó. Tức là khi mà à, chất tương nếu mà không có số lượng từ thì chúng ta phải thêm l với câu thì không nếu không thì câu nó có văn nó sẽ không được hoàn chỉnh Đó, chúng ta phải thêm l vào à. vì l nó có tác dụng là tạo thành câu hoàn chỉnh mua à, hai à, số tôi đã mua sách tiếng chung rồi mua mãi là hai số trong câu này chúng ta có thể là bỏ từ l đi mua mãi hai số là thêm l vào chúng ta thêm l vào ở ngay sau động từ này thì chúng ta là nhấn mạnh cái động tác này nó đã xảy ra rồi và lợ ở cái câu này nó là nhấn mạnh cả cái sự việc này nó đã xảy ra rồi Đó, nếu mà chúng ta đồng thời muốn nhấn mạnh là động tác đã xảy ra và sự việc đã hoàn thành rồi thì chúng ta lợ ở nghe sau sau động từ và lợ ở cuối câu qua mà là hai vị số lần là ý nghĩa của từ từ L, vị trí của nó ở đâu thì nó có ý nghĩa riêng tiếp qua khơ là khí trở lại là tôi đã uống bây giờ tức là hành động uống đã xảy ra rồi nhấn mạnh hành động uống đã xảy ra và sự việc uống bia đã xảy ra rồi thì l ở cuối câu cái này như trong sách họ không họ không nói sao ấy sao ừ. à, không nói đâu Ủa, khơi lợi khí kiểu đó vừa吃了饭 là, yeah. là. À, tôi đã ăn cơm rồi吃 ăn l là động từ đã ăn rồi nhấn mạnh cái động tác là ăn. ăn饭 à, à, ăn cơm à, chưa phát là là đã ăn cơm rồi là sự việc này nó đã ăn cơm rồi à, nhấn mạnh đồng thời cả hai là động tác ăn cơm và sự việc ăn cơm đã xảy ra thì chúng ta dùng từ hai từ l lỡ ở ngay sau động từ và lợ ở cái câu tiếp mua mà là là tôi đã mua áo len rồi à, tức là nhấn mạnh cái động từ mua à, mà nhấn mạnh mải mua à, và lợ ở cái câu là nhấn mạnh cả cái sự việc này mua mua áo len nó đã xảy ra rồi thì chúng ta dùng hai từ lỡ Lợ ở sau ngay sau động từ mải và lợ ở cuối câu mua mà lỡ là là tôi đã mua áo len rồi à, tiếp này mua mà là xin sổ gì là cũng tương tự như vậy thì chúng ta có hai từ lợ nó, à, tôi đã mua rồi, tôi đã xem phim rồi, tôi đã xem phim rồi, nếu mà chúng ta không có từ lơ ở cái câu, mình xóa nhá, nếu mà chúng ta không có từ lơ ở cái câu, có một cái này thôi, tôi đã xem phim, thì cái câu này nó nghe, câu này nghe nó 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 nó, nó, nó thiếu, nó cảm giác, nhưng mà nghe người nghe nó sẽ cảm thấy là thiếu một cái gì đó, thì chúng ta phải thêm lợ nữa, cho nó, cho nó có bổ các bạn, tức là chúng ta phải làm thế nào để cho nó có bổ các bạn nhà đúng không? Làm thế nào chúng ta nó có bờ. À, có bờ các bạn. giờ tiếp ạ. Thì chúng ta thêm là wo là la tian ye la thì anh câu văn nó nó mượt hơn đúng không? Nó nó, nó có điểm kết thúc thật lở cái câu. Có không có thì nó sẽ cảm thấy nó bị bơ vơ. Đó. Wo kan la tian ye. Cái câu này nó bị bơ vơ đúng không? Không chả có chả có bồ các bạn gì cả. À, nên chúng ta phải thêm đến lờ cho nó gửi cơ nên, nên, nói là gì nào? là ví dụ à chú ý trước tân ngữ mà không có số lượng từ thì phải thêm trợ từ ngữ ký lợ của cơ để tạo thành câu hoàn chỉnh cái câu này nó thực ra là cái thói quen của người trung quốc thôi à, thói quen của người trung quốc họ dùng từ lợ của cơ để tạo thành câu hoàn chỉnh hay là để diễn tả hành động nào đó nó đã xảy ra à, hay là diễn tả cái sự việc là nó, nó đã xảy ra nghe okay. thế này à, tôi là tôi là tôi đã làm bài tập rồi tôi là làm rồi nhấn mạnh cái hành động này làm và lợ ở cái câu là cả cái hoành cả cái sự biệt này, này nó đã xảy ra rồi kết thúc rồi nếu mà không có từ lợi ấy, thì Ủa chú là chú gì à? thì nghe nó nó chống trải nên chúng ta phải thêm từ lơ vào thì nghe nó 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 có điểm kết thúc thì nghe nó hay hơn rồi nhưng mà mình cứ bỏ từ lơ đi chả sao cả à, bỏ từ lơ chả sao cả của chú là chú à? thì bọn Trung Quốc nó vẫn hiểu nó vẫn hiểu chẳng vấn đề gì cả nhưng mà cái do là thói quen của người Trung Quốc thôi thói quen nhá thói quen vì uh, họ cũng học ngữ pháp của họ nên là họ được đào tạo ngay từ bé rồi ngữ <laughs> pháp nó phải như thế này đối với họ nên nếu mà thiếu cái này thiếu cái kia thì nghe có văn nó nó không nó không hay nghe nó ngang Đó. nên là nó chẳng vấn đề gì cả bỏ đi nó trung quốc nó vẫn hiểu không vấn đề gì cả nó khi mà chúng ta làm bài thi thì chúng ta phải buộc phải thêm vào thì nó mới đúng ngữ pháp nếu không nó sẽ bị trừ điểm trong kỳ thi, thi, thi Alaska còn trong văn nói thì chúng ta thêm bớt lược nào tùy miễn à, là nó hiểu là được rồi miễn là bọn chúng quốc nó hiểu là, là, được rồi thế này ô ừ, tả là tiếng khoa là là tôi đã gọi điện thoại rồi à, ừ, là tả là tiếng khoa là là nhấn mạnh là l nhấn mạnh cái động tác là tả là gọi à, gọi còn lửa của câu là là nhấn mạnh sự biện này nó đã xảy rồi bỏ đi chả sao Anh thích bỏ thì bỏ tùy ô ừ, tả là tiếng khoa thế mà càng tốt đúng hợp pháp đúng không? Đúng nghe nên là văn nói và văn viết nó khác nhau đấy, khác nhau rất là nhiều. Văn nói và văn và, và văn viết khác nhau rất là nhiều. À. ok, chúng ta đi tiếp này. À, và có chú ý nữa là gì nhỉ? Nếu trước từng ngữ mà không có số lượng từ vào cuối câu và, và cuối câu cũng không có trợ từ bị khí lờ thì nghe thì thì chúng ta phải thêm một cái hành động thứ hai xảy ra ở ngay sau hành động thứ nhất. đơn giản. Là ví dụ nha. <laughs> ví dụ con này. Mua tả là tiền quả. À thì thì theo cái quan điểm của người ta theo cái, cách nói của người trung quốc ấy thì cái câu này nó một là có hai cách là phải làm cho nó hoàn chỉnh có hai có mấy cách làm hoàn chỉnh là có hai cách làm để làm cho cái câu này nó hoàn chỉnh là gì một là thêm từ lớp với câu à, thêm từ lớp vào à, lên copy đây thêm lớp vào là cách một cách hai là chúng ta phải làm sao cho nó để thêm một cái hành động thứ hai xảy ra ngay sau hành động thứ nhất đó, thì nó sẽ có hoàn chỉnh hơn à. <laughs> thông qua cấu trúc này cái lớp chưa vậy nhỉ à, chép vào chú đừng được đưa, đưa chép à, chú vào. chép chúng ta lâu lắm chúng ta không, có thời gian à, chú vào. giờ có hai cấu trúc à, chưa là nhấn mạnh thôi hai cấu trúc này là trên trên và dưới này đều như nhau cả chỉ khác nhau một là chưa nhấn mạnh thôi à, và có từ là đã được ngay đằng sau động từ thứ nhất là để biểu thị là gì để, hành động thứ nhất nó đã xảy ra trước hành động thứ hai à. và hai cấu trúc trên nó là chỉ là biểu hiện là trong tình huống giả thiết thôi chứ là không phải tức là không phải là hành động nó đã xảy ra trong quá khứ là và nêu ra cái tình huống giả thiết và trong đó thì hành động thứ nhất nó xảy ra trước hành động thứ hai và cái cấu trúc này chúng ta thường dùng để nói lên dự định hoặc là yêu cầu ai đó làm gì làm gì theo ý mình chưa? chúng ta phải nắm được cái ý nghĩa của nó thì chúng ta khi mà muốn chúng ta diễn đạt cái ý nghĩa của mình à, cho bọn chúng quốc nghe thì chúng ta mới biểu đạt được một cách chính xác nhất cách xác nhận nhất nó nó tự nhiên nhất. À, nhưng mà chúng ta không học ngữ pháp thì chúng ta nói cũng được nhưng mà nói nó sẽ hơi câu văn nó hơi cột lốc, Nó hơi cụm lụng, Nó hơi lủng củng. À, và nghe nó 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 không nó, chúng ta sẽ không nói được những cái câu văn nó dài, bàn, mang tính logic như người Trung Quốc nói. Nên đấy là à, một số bạn không học ngữ pháp. Còn nếu mà những bạn nào học ngữ pháp rồi, thông qua được được rèn luyện, uh, huấn luyện uh, nói tiếng Trung giao tiếp uh, dựa trên ngữ pháp cơ sở uh, rất là cơ bản, Mà tính thực ứng dụng cao thì chúng ta sẽ nói được uh, những câu văn nó dài, mà có mang tính logic và giống giống cách diễn đạt của người Trung Quốc. Rồi. Ok. Tiếp theo. À, à, có, có chút thứ nhất à, là cái này. Đó chính là cái này đấy. là mình à, mình tách nó ra cho nó rõ. Chúng ta sẽ lấy một số ví dụ để minh họa cái cấu trúc này. Rồi. Đầu tiên. Ni chứ là pha lại cháu của hả mắt. Tức là bạn ăn cơm xong thì tới tiền thoại, được không? Ni chứ là pha lại cháu hả mắt. Là cái hành động này. Tức là đây là yêu cầu thôi. Yêu cầu. Chúng ta yêu cầu nếu có bạn ai đó thì ăn cơm xong thì tới tìm tôi được không đó. nhưng còn chứ, chứ, hành động này nó chưa xảy ra đâu hành động ăn cơm nó chưa xảy ra đó. cái lớp này là, là đằng sau động từ thứ nhất tức là để diễn tả cái hành động này nó xảy ra trước hành động thứ hai là tới tìm tôi còn thực ra cái hành cái 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 cái, cái sự việc là ăn cơm nó chưa xảy ra đây là là tình huống đưa ra yêu cầu đưa ra người khác làm theo ý mình Ngày mai, <laughs> tôi có dự định à, tôi định gì à, uống cà phê uống cà phê xong thì đi làm việc à, thì đi làm mình nghe uống tả xoan không là cà phê chỉ sản bạn đây là câu đưa ra à, cái tình huống giả thích của mình là cái dự định của mình à, tức là cái sự việc này nó vẫn chưa xảy ra nó chỉ là dự định và cái hành động uống cà phê nó sẽ xảy ra trước khi đi làm được chưa tiếp sau của khoa là chuyển truy mãi ý của tôi làm buổi chiều tôi đổi tiền xong thì đi mua quần áo đây là dự định của mình cái hành động này cái sự việc này nó vẫn chưa xảy ra đâu À, chỉ là dự định ở trong đầu thôi. Là, chúng ta nói với người khác về dự định của mình. Xiao hoa là chén chui mãi y phục. Tiếp. Nhi chu là chui e chu chu hoa ba. bạn làm xong bài tập thì đi chơi đi. Thì ra ngoài đi chơi đi. Thế là chúng ta, có một cái điều kiện ra lệnh cho người ta. À, điều kiện cho người ta. Là làm xong bài tập thì đi chơi thẩm mái. Nhi chu là chui e chu chu hoa ba. Ok. Chúng ta làm đọc lại nhé. Nhi chu là ngủ phan. Này cháu hoa hả mắt.

他打算买了礼物去朋友家。này à, so yeah. Tả liệu, chuy, cô ta định dự định là mua mua quà thì đến nhà bạn, mua quà xong thì đến nhà bạn. À, đến nhà bạn bé đó.他打算买了礼物去朋友家. Yeah. Mình nghe, tôi sẽ là ban chủ nhà. Tức là ngày mai tôi tan làm xong thì đến nhà bạn. Là hành động là cái dự định của mình. Ngày mai tan làm, hành động tan làm sẽ trước. Là đến nhà bạn sẽ sau. Yeah tức là hành động thứ hai nó là nó sẽ là sau hành động thứ nhất và có thể là hành động thứ hai nó là điều kiện để hành động uh, tức là uh, hành động thứ nhất là điều kiện để phát sinh hành động thứ hai đấy, đấy, trong sách họ nói như vậy và sao ni khan là tiên nhìn tá của sổ bạn tức là buổi tối bạn xem phòng phim thì gọi thì gọi mà di động của tôi nhé và sao ni khan là tiên nhìn tá của sổ chứ bạn tức là hành động gì hành động xem phim xem xong phim thì gọi cho tôi là, dạ, dạ, bây giờ vẫn chưa xem xong phim không lại vẫn đang xem phim thì yêu cầu là xem xong phim thì gọi vào di động cho tôi yeah. <laughs> ok chúng ta làm lại nha hoàn <laughs> ờ, là một số ví dụ để nêu ra để minh họa cho cái cấu trúc này À, và cấu trúc thứ hai nó cũng giống như cấu trúc thứ nhất nó chỉ khác nhau là có thêm một cái chiều ở trong cấu trúc này thôi đó. các bạn thấy chưa đây là cấu trúc thứ nhất à, đây là cấu trúc thứ hai nó nó giống nhau cả đúng không giống nhau chỉ thêm một khác một cái là có thêm từ chiều để nhấn mạnh nhấn mạnh hành động thứ hai được chưa ví dụ à, minh nha nhá ví dụ mình hoạn này tôi là Lato ăn cơm xong thì sẽ đi một mua quần áo. Từ chiều Chiều đứng trước động từ để nhấn mạnh cái động tác nó xảy ra, tức là ngay tức liền thì. Đó. ăn cơm xong tôi sẽ đi một lần. À, tức là cái đời câu dự định là vẫn là câu dự định thôi. À dạ. Thì muốn dự định à, trong dự định của mình nó vẫn chưa xảy ra. Đó. Tức là đang ăn cơm xong thì tới văn phòng của tôi nhé. Tức là yêu cầu à ăn cơm xong à, thì tới thì tới văn phòng của tôi. Mà thực chất là hắn vẫn đang ăn cơm đúng vẫn chưa ăn cơm xong tiếp theo ủa sẽ là bạn chiều chỉ sang tiền tức là tôi ta làm xong thì tới gì à, cửa hàng ủa sẽ là bạn chỗ chỉ sang tiền ủa sẽ là bạn chiều chỉ sang tiền tức là tôi ta làm xong thì sẽ đi đến cửa hàng là đây là dự định của tôi ủa sẽ là bạn và cái hành động là sẽ là bạn nó sẽ ở trước à, đi cửa hàng à, tiếp này ủa sẽ là cửa chỗ chỉ chọn này tức là tôi tan học xong thì sẽ đi tìm bạn ta hành động thứ nhất là ta làm ăn à, học thì nó sẽ, sẽ sẽ trước và và hành động thứ hai là truy đó này là đi tìm bạn nó sẽ sau chiều nhấn mạnh cái okay, hành động thứ hai thôi chiều từ trước động từ chuyển nhấn mạnh cái động cái hành động gì. à sẽ là khờ chiều truy đó này tiếp bi ye chiều chỉ huấn tức là cô ta tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn ta hành động tốt nghiệp phải sẽ trước à tốt nghiệp xong thì mới kết hôn đúng không chiều nhấn mạnh động hành động là chỉ

À, phải phải xì tiền ra trước thì mới được cầm đi đúng không? Ta đây là điều kiện à, hành động thứ nhất là điều kiện để phát sinh hành động thứ hai. Ní kể là chế à, đưa tiền đấy à, thì cứ cầm thoải mái đúng không? kể là chế chiều khi okay, nào xuống thế là nhì khóa là chế chiều khi okay phải chắc tức là bạn trả nợ tiền xong thì có thể về, thì mới được về nhà à, có thể về nhà tức là hành động phải trả tiền á trả xong nợ á trả nợ tiền á thì mới được về nhà không thì thôi còn lâu đúng không?

tôi làm xong bài tập thì sẽ gọi vào di động của bạn. hay nói thứ nhất là chùa làm xong bài tập đã thì sẽ gọi cho bạn tiếp. Tôi mua sách, chiều quay trường, làm tôi mua xong sách thì sẽ về trường học. OK, chúng ta làm Bạn tiền thì có thể có thể về nhà. thì có thể kết đánh đi thoại, tôi mua chiều OK. Chúng ta đi tiếp. Đây là một số ví dụ để minh họa cho cái cấu trúc này. À, thêm để chiều ừ, trước. À, hai cấu trúc này như nhau đó. À, nhau, như nhau, OK. Đây, hai cấu trúc này hoàn toàn như nhau, hoàn toàn như nhau. À, ý nghĩa như nhau, cách dùng như nhau. Chỉ có thêm cái, cái cấu trúc thứ hai ở dưới đấy nó thêm cái chưa vào để nhấn mạnh thôi. Nên chúng ta đừng hoang mang. Không không phải sợ cái phát tình chung à, pháp tiếng Việt chúng ta còn 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 còn, còn chả sợ nữa là ngôn phát tiếng Trung đúng không pháp tiếng Trung nó không khó bằng ngôn phát tiếng Việt Ngôn phát tiếng Việt chúng ta còn còn khó nhiều nên chúng ta đừng sợ ở tiếng Trung tiếng Trung học tiếng Trung dễ hơn ăn kẹo các bạn đúng không đúng không nhỉ học tiếng Trung dễ, dễ hơn ăn kẹo tiếp này à, đâu nhỉ ờ, à, sang câu này đúng không à, này, sang câu chúc này nó nó hơi khác so với một chút thêm một chút là nó có thêm từ lợi phải không là nó có thêm từ lợi phải không cái này là gì nhỉ? À, có nó có ý nghĩa là sau này đặt à, cái lời này nó đặt sau động từ thứ nhất là cũng là để diễn tả hành động thứ nhất nó sẽ trước hành động thứ hai và cái lời cái câu này nó có tác dụng là à, để để nó là hai hành động này nó đã nó đã xảy ra ở trong quá khứ hai hành động này nó đã xảy ra ở trong quá khứ nha yeah, xảy ra ở trong quá khứ yeah. các bạn chép vào chưa à, không phải chép vào mà là chụp vào chụp ảnh màn hình vào cho nó nhanh chúng ta sẽ đi à, tận dụng thời gian học tiếng trung ở trên lớp chúng ta học tiếng học ngữ pháp cơ bản học ngữ pháp thiết thực những cái cấu trúc ngữ pháp nào mà nó nó lằng nhằng quá nó không thiết thực không mang tính ứng dụng cao thì chúng ta không học học và nó chẳng làm gì cả uh, tốn chỗ tốn không gian ở, trong đầu đúng không ok ví dụ nhá thế này ủa chưa lớp à, là, tức là ăn, cơm xong thì đến nhà cụ thể bố rồi, tức là hành động này nó đã xảy ra rồi, và hành động chưa ăn xảy ra trước, À, ăn cơm, thẻ trước hành động thứ hai là đi đến nhà thầy Vũ và và cả cái quá trình này, cả hành động này, hành động này nó đã xảy ra rồi kết thúc rồi ở trong quá khứ. À. À, à, tôi ta nào xong thì đến thứ thì rồi? À, cái hành động, cả cái hành động này nó đã xảy ra rồi, cả hai hành động này nó đã xảy ra rồi Ủa, ở trong quá khứ rồi. Thì chúng ta có thêm từ trợ từ khi lợ ở cuối câu. À. Lợ, xa là à, tức là hành động thứ nhất sẽ trước hành động thứ hai là đi siêu thị tiếp mua <laughs> khứa <laughs> là chiều chiều với giá là rằng tôi uống xong uống xong rượu thì về nhà rồi tức là lơ chợt từ cái khi lơ Với câu để diễn tả à, cả cái quá trình này cả cái sự việc này nó sẽ xé rồi trong đó thì sao trong đó thì à, hành động thứ nhất động tác thứ nhất uống nó sẽ trước hành động thứ hai là về nhà với giá à, tiếp ủa là bạn chiều chỉ khăn thắt là tức là tôi ta làm xong thì đi thăm cô ta rồi Tức là cả cái quá trình là hành động cả sự bưng này nào, này nó đã xảy ra rồi. Cái quá trình gồm hai hành động là ta làm và đi thăm cô ta đã kết thúc rồi, xảy à, ra rồi. Trong đó thì cái lợi ở trước hành, ngay sau đồng thời thứ nhất thì diễn tả cái hành động ta à, làm nó sẽ ở trước, à, hành động thứ hai là đi thăm cô ta. Yeah. Tức là Tôi tức là làm xong bài tập thì đi ngủ. Nó Tức là cả cái hành động này, cả quá trình này gồm hai động nó xảy ra rồi. Trong đó, chùa, uh, hành động, uh, động, động tác uh, làm, làm bài tập, nó sẽ ở trước. Uh, hành động thứ hai là chùa chùa, thì nó có từ l ở ngay sau động từ thứ nhất là là uh, Tiếp này. Bạn <laughs> nào không hiểu thì phải hỏi ngay nhá không được dấu dấu diễn. Tiếp. Bố mà lỡ, mô tô là? tôi mua xong xe máy thì đi tìm cô ta, yeah, ta rồi. Đi tìm cô ta rồi. Bố mà lỡ, mô tô chứa, châu là trỏ là? Cả, cả hành động này nó đã kết thúc rồi. Cả hai hành, hành động này nó đã kết thúc rồi mải là mua à, hành động thứ mua l nghe sau động từ thứ nhất là mải để diễn tả hành động thứ nhất nó xảy ra trước hành động thứ hai à, ok tôi rửa xong mặt tôi rửa mặt xong thì đi ngủ rồi tức là cả hai hành động này là rửa mặt và đi ngủ xé rồi ở trong quá khứ rồi nên là trợ từ ngữ kiến l là, là cuối câu đó trong đó ok trợ từ động thái à, cái này gọi là trợ từ động thái lần này là trợ từ động thái còn lần này là trợ từ ngữ khí nên chúng ta phải phân biệt thật rõ trợ từ ngữ khí lần à, khi nào gọi là trợ từ ngữ khí à, thì khi mà lần đặt ở cuối câu thì nó gọi là trợ từ ngữ khí còn lần đặt ở ngay sau động từ thì nó gọi là trợ từ động thái à, nên tên gọi trong sách vở trong sách, vở học quy gọi như vậy nên chúng ta cứ phải theo thôi vì tên nó đã được đặt, đặt, tên rồi nên chúng ta không được đổi tên nó nữa, nữa nếu không nó sẽ loạn hết nói cả 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 cả, cả hệ thống rồi chỉ là lẻ lẻn là rửa à, mặt xong rồi Thì sao? Thì đi ngủ Đúng không? Đi ngủ Tiếp Ủa xóa lại dạ Chưa xoay là Tôi đánh răng xong thì đi ngủ rồi là cả hai hành động này đánh răng mà đi ngủ kết thúc rồi sẽ là rồi trong đó đã đặt ngay sau động từ thứ nhất là để diễn là hành động à, đánh răng nó sẽ trước hành động thứ hai là đi ngủ tiếp chủ quả ra, là tiên chiều táo sổ chỉ là tức là tối hôm qua cô ta xem thì xem phim xong thì gọi vào di động của tôi à, gọi bạn diễn đồng của tôi rồi l trợ từ cái lợn là cuối câu là diễn tả cả cả hai hành động này nó đã xảy ra rồi ở trong quá khứ trong đó trợ từ động thái l này nó để nó nhấn mạnh à, cái, cái hành động, xem này nó đã gì nó đã xảy ra trước thứ hai là à, gọi điện thoại gọi đi, gọi mà diễn động của tôi tiếp chủ thiên há mãi là sổ chi chưa lại cháu à để là hôm qua có ta mua xong đi, di động thì tới tiền tôi. Đó. Ra cái lơ này là ở cuối cơ cũng như vậy thôi thì diễn đạt cả cả hai gì cả hai hành động là gì à, mua à, di động và tới tìm tôi à, đã thành rồi sau đó động từ mua là là nghe xong động từ mua có nghĩa là hành động mua sẽ trước hành động thứ hai là tới tìm tôi ok chúng ta đọc lại nhá mua mà là mô tô đi <laughs> tìm tôi mua xí đi ngủ là

à, Một, hai ba xong à, đi tiếp à, ví dụ này 我学了两年汉语, là hai tôi đã học hai năm tiếng trung 我学了两年汉语, tôi đã học hai, hai năm tiếng trung tức là, là tôi giờ tôi không học nữa tôi đã học rồi học xong hai năm rồi là tôi, 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 đi làm việc khác rồi giờ không học tiếng trung nữa ủa động từ cộng với là, giờ yeah. cộng thời gian liền nhé và cộng tân ngữ hành tiếp duy yên gì chứ khan là ba sự sự là nguyệt anh đã à, xem nửa tiếng tv à, Yêu yên đã xem nửa là điện, sự tôi là là đã đã ở viện 2 tháng ở bệnh viện 2 tháng động từ l à, thời gian là có việc tân ngữ 第二，我们喝了一个小时白酒，在那吹多了，我我们就尝了，我们就，我们等我啊，喝了，们这个了，我们时间，一个小时了，我们么酒了啊，白酒了，就长酒就，啊，酒么那么难么呀？我学了两年汉语，月音已经看了半个小时电视，我住了两个月医院。 我们喝了一个小时白酒，啊，第二，你学了多长时间英语？那慢好等于按 how l o n 慢跑等于 h o l o n 多长时间了 h o l o n 你学了多长时间英语？我学了三年英语，我都都学了三年英语，现都放，不要学了，学完就，学三年了，那够了，你两遍。那我学了三年英语，我学了三年英语。 啊，大家好，班长平安。我学了三年英语。他看了多长时间电影？能够到达三 f i m below。他看了多长时间电影？他看了一个小时电影，能够到达三 f i m 顶子啊？对啊，知道够大，很欢乐，很足，很足。三 f i l 来，no. 看下，对。他看了一个小时电影，能够到达三 film 点。他看了一个小时电影。喏 o k a y g l e 说吧，OK。 Uh, trong trong nhóm có một bạn hỏi là nhưng không có biết là chị nào nhỉ mình không nhớ yeah. ta là những giờ xem là cô ta đã xem phim một tiếng đồng hồ okay. và có bạn hỏi là xem một bạn hỏi là xem phim một tiếng đồng hồ đúng rồi xem chúng ta đã xem phim một xem phim gì đó ok có bạn hỏi là cái từ tơ này thì chúng ta dịch cái câu này như, thế nào à, theo mình là dịch là ta khá là cái chào cho tớt điện ảnh là cô ta đã xem phim một tiếng đồng hồ tức là cái gì cái phim này nó nó có thời lượng làm một tiếng đồng hồ ý cơ một tiếng đồng hồ chúng ta phân tích nhá ta là à, là à, là cái gì chúng ta thiếu cái tân ngữ mà khá là thế nhỉ khá thế à cái, cái, phim gì? cái phim này có đặc điểm, đặc điểm và tính chất như thế nào? À, hay là đặc tính của nó, đặc tính của cái phim này là gì? Nó là nó có thời lượng lặng một tiếng. Ý cơ sở số tên à. Ok. À, vậy thì cái này nó là tiếng Cái, cái, cái câu này nó thực chất, chất nó đơn giản chỉ là Tha là tiếng À. Nhưng mà chúng ta phải thêm cái từ cái thông tin nó là thêm từ này vào thằng là thành là thằng khác là cái cơ sở cho tới là cô ta đã xem phim một tiếng đồng hồ Tức là cái bộ phim này nó là một tiếng đồng hồ và cô ta xem cái phim nó có một tiếng đồng hồ Đấy. cô ta đã xem một một bộ phim mà bộ phim đó nó kéo ra một tiếng đồng hồ nhưng mà chúng ta dịch thật sắc như vậy thì nó sẽ là như vậy ok và cái và cái, cái, cái câu hỏi đó thì như mình mình cũng có trả lời rồi nhưng mà chắc là lâu lắm rồi có một có một, 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 một hỏi ở trong nhóm tiếng trung tiếng trung đó thì các bạn vào đây nhá group tiếng trung hai À, vào đây à, các bạn có vấn đề gì thì đăng hỏi trên này đó, ở đây này À, thì đang, đang, còn ở trên này <laughs> thì mình sẽ trả lời à, ok tiếp này à, xong rồi chúng ta đã, đã, đã minh họa xong cái một số ví dụ đã, đã minh họa xong để cái, cái cách dùng của chút này và sang slide này là mình đã mình tổng kết thì à, chúng ta còn một ít phút nữa chúng ta sẽ tan học thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại để, cái nội dung kiến thức mà chúng ta học trong ngày hôm nay đầu tiên là gì nhỉ có chút gì đây thay cộng tính từ cộng lớn là cái gì quá hay lắm à. <laughs> ví dụ thay hỏi lắm tiếp phía cộng động từ có nghĩa là, là đừng làm gì nữa phía cộng động từ cũng là đừng làm gì nữa nó tương tự như vậy bối giờ cộng động từ cũng lần là cũng là đừng làm gì nữa bối giờ cộng động từ cũng là, là đừng làm gì nữa hai câu trước này nó như nhau ý nghĩa như nhau nhưng mà cái từ cái câu bối là đừng nó mang mang tính chất là bị động hơn nhiều hơn bị động nhiều hơn nó là mình mình không muốn mà người ta cứ muốn nó là bị động mà đừng bối đừng, đừng đừng mà đừng mà đừng chấm là là làm sao thế làm sao vậy hay sao thế sao vậy chấm là ví dụ hôm nay bạn làm sao thế chính nhiên đi chấm là hôm nay bạn bị sao vậy chính nhiên đi chấm là Đó, chấm là là hỏi là tình trạng à, trạng thái như thế nào chấm là làm sao vậy đi em ý chưa à, ở giữa chấm chấm là phải cơ có nghĩa là hành động rất là hành động là, là, kết thúc là đã làm gì là ý chưa đã làm gì ý chưa có là phải cơ đã làm gì tiếp là mà trợ từ cái khi cái lơ ăn ở cuối công nó có tác dụng gì nên là những cái tác dụng của nó biểu thị những khẳng định tạo thành câu hoàn chỉnh nói rõ sự việc đã xảy ra nói rõ động tác nào hoàn thành Đó. và tình huống một số điện tình huống đã thay đổi chẳng phải thay đổi sự vật thay đổi và cuối cùng là ý nghĩa thay đổi nên là à, tất cả tất cả cái cái, cái chức năng cái, cái cái tác dụng của cái trợ từ ngữ kỹ ở cuối công à, mình liệt kê hết toàn bộ cái, cái cái tác dụng của nó ok khi mà chúng ta đã hiểu được cái tác dụng của nó rồi thì chúng ta sẽ diễn tả được chúng ta sẽ nói được tiếng trung ra tiếp một một cách rất là xuôi một cách rất là mượt một cách rất là mượt nghe rất là đúng chất giọng của người trung quốc người ta nói tiếng trung tiếp này à, và cái cái bảng này rất là đơn giản hai câu này rất đơn giản thôi mình mô phỏng như vậy cho nó thật uh, dễ, dễ hiểu dễ hình dung trước khi sự bị xảy ra và sau khi sự bị xảy ra à, sự bị xảy ra thì nó gồm mà là trước khi và sau khi trước khi thì không những nào Ni nào? Bạn đi đâu? Sau khi sau khi xảy ra rồi thì ta hỏi là bạn đi nào à, lắm Tôi đi siêu thị, thực, thực chất là tôi vẫn chưa đi. Là, tôi đã đi siêu thị rồi. Việc si đi siêu thị đã xảy ra rồi. Bạn mãi gì? Bạn mua gì? Tức là hỏi bạn mua gì? À, cái hành động mua là vẫn chưa xảy ra đúng không? Bạn mua đó? Là bạn đã mua gì rồi? Tức là người ta về về nhà rồi và mà mình hỏi là bạn mua gì rồi? À, hành động mua gì đã xảy ra rồi? Bố mả xối của là hành động tôi mua hoàng quả vẫn chưa xảy ra là đang đang đi đi mua còn uống mãi suối cổ là là tôi mua hoàng quả rồi là tôi về nhà rồi mà tôi đã mua hoàng quả rồi tiếp à, có chút này à, à, đã làm gì chưa chủ ngữ cần động từ có mấy tân ngữ cần mấy lần có mấy nhỏ ở cuối cơ có nghĩa là đã làm gì chưa đây là dạng câu hỏi à, chính phản à, ý nghĩa là đã làm gì chưa hỏi đã làm, đã làm gì chưa câu này cũng tương tự như vậy có chút này nó thường dùng ở trong văn nói nhiều hơn à, à, <laughs> Nó là, hơn là có chút này có chỗ này, dùng văn, trong văn nói nhiều hơn. cũng có nghĩa là, đã làm gì chưa. chúng có động đồng tiền cộng mấy cộng động tiền cộng với tân ngữ là, đã làm gì chưa. Nào, tiếp. hai mấy, yếu, có mấy gì đó ở giữa và nợ cái cơ có, có, có nghĩa là, vẫn chưa làm cái gì, vẫn chưa làm gì. Nói tức là cái hành động này nó vẫn chưa xảy ra, vẫn chưa xảy ra. Nào. tức là người ta hỏi mình đã làm gì chưa, thì mình trả lời là, à, ủa khái mới hiểu gì đó nợ với con có nghĩa là vẫn chưa làm gì là tôi vẫn chưa làm gì tiếp động từ có với trợ từ động thái ngày sau, sau nó gọi là để tác dụng là biểu thị động tác đã hoàn thành hoặc là đã thực hiện yeah. à. cái này gọi là trợ từ động thái vì nó đặt ở ngay sát đằng sau động từ nên nên nó gọi là cái từ lần này nó gọi là trợ từ động thái à. động từ có lần nó có nghĩa là à, anh động này nó đã xảy ra rồi, rồi trong quá khứ và cái lần này nó còn có nghĩa là nhấn mạnh cái động tác hành động đã xảy ra trong chữ là hành động này nhé động tác này tiếp chủ ngữ các động từ cộng một số lượng từ cộng với tân ngữ ở sau Cuối không có nghĩa là Biểu thì động tác đã hoàn thành hoặc đã thực hiện Đó. ví dụ ủa mãi là y bản xuống tôi là mua một quyển sách ủa mãi là y bản số. tiếp à, chú ý này trước tân ngữ không có số lượng từ và cuối câu cũng không có trợ từ ngữ khí lơ thì chúng ta cần phải có hành động thứ hai xảy ra ngay làm sau hành động thứ nhất là, là cấu này. Chùm với cái V1 là vòng từ thứ nhất, cộng với L, cộng với O1 là tầng thứ nhất, cộng V2 là với động từ thứ hai, cộng O2 là tầng thứ hai. Rồi tiếp này. Hai cấu trúc này nó tương tự như nhau, chỉ có khác nhau muốn là cái cấu trúc dưới nó nhấn mạnh cái hành động thứ hai, cái động tác thứ hai nó xảy ra ngay là sau hành động thứ nhất. Rồi. Còn cái lớp này nó có tác dụng là gì đó? Nhưng mình nói rồi, rồi, nó ở đây rồi. Lớn đặt ở ngay sau động từ thứ nhất, có nghĩa là để là sao để nhấn mạnh cái hay là để nói rõ cái động tác thứ nhất nó đã kết thúc rồi nó 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 xẻ trước nó phải kết thúc rồi mà nó lại xảy trước động thứ hai động tác thứ hai còn hai câu chút trên nó chỉ là là gì nhỉ nó chỉ là ở biểu thị ở trong tí giả thiết thôi là yêu cầu ai đó làm gì, làm gì theo mình đó. Đó, đây này mình còn nói rõ đây tiếp <laughs> này Và có chút nữa anh lên cũng không nói nó vẫn là có chút trên thôi đó. ok và đây là À, và các bạn này để không bị bỏ lỡ bất kỳ một cái video bài giảng nào của mình khi mà mỗi khi mình đăng lên một cái kênh, vị, kênh đăng lên một cái video lên kênh YouTube học tiếng Trung online ở bên trung tâm mình thì các bạn ấn vào đây nút đăng ký nút xóa xoang nút màu đỏ các bạn vào đây à, trang chủ tiếng Trung nét com hoặc là các bạn sau đó các bạn ấn vào đây học tiếng Trung online ấn vào đây hoặc các bạn ấn vào đây hình có hình nút YouTube ấn vào đây thì sẽ ra hiện ra kênh YouTube học tiếng Trung online ở bên trung tâm mình sau đó các bạn ấn vào đây subscribe nút màu đỏ, đăng ký nút màu đỏ để sau này mỗi khi mình đăng lên một cái video mới thì các bạn được thông báo ngay lập tức là, mình thì vũ vừa đăng lên một cái video bài giảng mới ở trên lớp à, các bạn xem ngay xem ngay để không bị bỏ lỡ à, nếu mà chúng ta không xem thường xuyên ấy không học tập trung thường xuyên thì chúng ta sẽ rất là dễ bị nản nó cũng giống như học, học ngoại ngữ thôi học cái gì mà nó cứ được một thời gian xong xong mà lại không học nữa thì sau khi nó học lại thì chúng ta cảm thấy nó nó nó, nó nản quá Học, học lại nó học kiểu như là học, học từ đầu đấy cảm thấy nản chán đúng không nên, nên là chúng ta phải học, học thường xuyên học uh, hàng ngày học ngoại ngữ học thì chung là hàng ngày Tiếng chung nó cũng là một môn ngoại ngữ nên chúng ta cần phải học học hàng ngày để chúng ta cùng có kiến thức và chúng ta để biến những cái gì chúng ta học nó thành của mình à, nên là ngoại ngữ nó học chúng ta phải học nó là cả một quá trình chúng ta không thể học một một ngày hai ngày là chúng ta giỏi đâu nó là cả một quá trình đó nó giống như học tiếng Anh thôi học tiếng Anh chúng ta có phải mất mất một thời gian là có phải mấy năm liền thì chúng ta mới học được tiếng Anh mới đi làm được tiếng Anh mình làm được giao dịch được với người nước ngoài thì tiếng trung nó cũng như vậy thôi thì nó cũng chẳng khác gì tiếng anh cả thì chúng ta cũng phải coi học nào tiếng trung cũng như học tiếng anh đó, thì chúng ta, chỉ, chúng ta mới học tốt được tiếng trung là mình có thể là giao dịch được với được với bọn trung quốc giao dịch được với người trung quốc đó. ok đấy là uh, slide uh, slide uh, slide này và bạn nào có vấn đề gì còn hỏi uh, còn chưa hiểu rõ cái gì đó thì các bạn ở lại lớp à uh, mình sẽ giải đáp nốt còn bạn nào uh, không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ta nào tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào trong video buổi học sau à, các bạn về nhà nhớ ôn tập bài học thật kỹ nha à, và buổi học tới mình sẽ kiểm tra đột xuất à, bất kỳ một bạn nào đó ở trên lớp ok chúng ta sẽ chào tạm biệt tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong video buổi học sau chào các bạn nhá chào các bạn